Dạ em xin chào tất cả các cần thủ đã quay trở lại với video mới của em. Thì video tối nay nha, em gửi đến các anh một lô cần câu lu nha các anh. Đây cần câu lu em quay chi tiết sơ qua cho các anh xem. Còn chi tiết lát nữa em lên video từng món cho mình nha. Hôm nay em có gửi lưỡi câu cho mình. Duy nhất là một cây cán để cho các anh về độ chế nè. Lưỡi câu săn hàng cá lớn nè. Có thể buộc chùm nho nè. Và lưỡi câu đơn đài, lưỡi câu theo bóng, câu bóng đục, lưỡi câu lóc, lưỡi câu cá chim, lưỡi câu ba tiêu size mini size bé và hai mẫu cước câu nha. Rồi thì anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0356776692. Phụ kiện thì cộng ship giúp em nha. Còn về cần thì cũng như thường lệ là 40k ship, em sẽ đóng ống nước ship có toàn quốc khi nhận hàng, mình được đồng kiểm với shipper. Thì đầu tiên em xin phép đo lên Oliver cho các anh nha. Lưỡi đây. Để em lấy cái lưỡi câu đơn đài cho các anh xem. Đây, lưỡi câu đơn đài nha. Lưỡi này lưỡi gamma nha các anh, nó là một cái lưỡi được thanh lý tốt, giá tốt rất là nhiều. Cái này là em lấy bỏ vào cái vị này nè, em mua cái vị này em bỏ vào chia ra cho mình nha. Rồi ở đây thì nó sẽ có là 5 vị nha, 5 vị. 10 lưỡi trong một vị, tức có nghĩa là ở đây có 50 chiếc nha các anh. 50 chiếc và em sẽ đo trực tiếp trên Oliver cho các anh biết cái thông số của nó như nào. Lưỡi này thì các anh có thể câu cá tự nhiên dịch vụ đều được nha. Cá nói chung là cá tạp luôn đó các anh. Rồi nó dài thì gần 2 Oliver cho mình, còn cái miệng của nó là 1 Oliver nha các anh. Rồi, màu đen nha, màu đen. Đấy, lưỡi có ngạnh và đường cong đầy đủ, rất là nhọn nha các anh. Cái độ cong của cây cần, cái lưỡi á vào trong thì tốt luôn, đẹp luôn. Và có đuôi là đuôi dẹp cho mình nha các anh, đuôi dẹp. Lưỡi câu đơn đài. Đây. 5 vị nha, tổng cộng là 50 chiếc cho mã này. Cho em mã số A1 giá bán là 99k. A1 99.000 nha các anh. Rồi, sang A2 thì em gửi đến các anh lưỡi câu bóng đục ha, lưỡi câu bóng đục. 6 vị các anh, 6 vị nha. 6 vị ở đây. Tính ra là 60 chiếc nha. Rồi để em tí em lấy đo, em có lấy ra rồi cho nó nhanh. Đây. Rồi. Chiều dài của nó đây là 2 ô ly cộng thêm hơn một nửa ô ly vợ bên trên này. Thì tức có nghĩa là tầm là 28 ml nha các. 28 ml, còn miệng của nó sẽ là một ô ly vợ. Từ màu trắng ra. Đuôi nhọn và có hai ngạnh luôn, một ngạnh ở cái miệng và một ngạnh ở cái sống lưng nha các anh. Đuôi là đuôi dẹp nè, mũi là mũi nhọn nè. Hai sống hai ngạnh luôn nha. Cho em mã A2 giá bán là 89k. A2 89k. 60 chiếc. Em sang A3 thì em gửi đến cái lưỡi câu cá chim nha các anh. Này, lưỡi dài để cho các anh đóng cá. Nó thoải mái hơn, nó cắn vào đây không có bị đứt ha. Đó. Lưỡi này thì số lượng nhiều. Hình như là 15 chiếc trong một vị nha. 15 chiếc trong một vị. Ở đây có tổng cộng là 6 vị nha ca. 6 vị nhân 15 lên. Rồi chiều dài đây. Gần 4 Oliver nha. Nó tầm là 38 đó ca. 38mm nha. Còn... bề rộng của cái miệng đó, nó là sẽ là khoảng chừng là 12-13 ml nha. Nó hơn một Oliver một tí. Lưỡi nhọn có ngạnh đầy đủ cho mình luôn. Có đuôi là đuôi dẹp nha. Lưỡi màu đen và dài. Rồi, cho em mã A3 giá bán là 99k. A3 99k. Em sang A4 nha. Là lưỡi câu lóc ca. Lưỡi câu lóc thì nó có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5. 6 vị. 6 vị nhân cho 5 nha. 6 x 5 30 nha. 30 chiếc lưỡi câu lóc. Lưỡi này thì cho các anh gắn mồi nhái thật hoặc là gắn mồi mềm thì tùy các anh về tự độ chế để gắn mồi mềm nha. 1 2 3 4 5 6. Dài từ trên đây xuống là 6 cm nha. Em bẻ cong cái đường này lại lên cho các anh xem lại. Đó, nó cái kiểu này thì nó sẽ 1 2 3 4 5 6, 6,5 Oliver. Kiểu này là 6 nha. Đó. Rồi, cái miệng của nó từ đây 1, 2, 3 3, hơn 3,5 đi. Nói chung là lưỡi này đánh lóc nha. Câu lóc cho mình.
Rồi, ở đây bao nhiêu chiếc nhỉ? 30 chiếc ạ. Giá bán là 99k. Cho em mã số A4 99k nha. Em sang A5 này, lưỡi câu ba tiêu nha. Lưỡi câu ba tiêu. Lưỡi nhỏ, lưỡi bé mini các anh. 120 chiếc nha. Đây, 120 chiếc lưỡi ba tiêu mini, một ô ly vợ thôi. Một ô ly vợ ha. Lưỡi này là lưỡi mini. Em mời các anh xem. Lưỡi có ngạnh đầy đủ ha, mũi nhọn, ba tiêu. Mini có thể lắp vào cái con mồi giả được nha các anh. Cái này nè, các anh mua cái con mồi mềm mà có cái lưỡi AD15 á, thường là người ta tặng mấy cái mẫu kiểu này nè, có kích thước cỡ này nè nha. Ở đây em bán là 120 chiếc luôn đó các anh. Thì giá bán sẽ là 119.000 nha. 120 chiếc cho em mã A5 119k. Rồi sang mã A6 thì em gửi đến các anh một cây cán hàng nội đi Nhật Bản cho các anh về tự chế nha, có tay cò. Đây, đẹp chưa? Hàng Japan, hàng Fuji Japan. Đây. Đây. Bát vặn Fuji ha, các anh muốn gắn máy câu thì các anh vắn ở đây. Gắn ở đây nè, ha. Rồi, cái này thì chiều dài là 27 cm nha các anh, 27 cm. Còn cái đường kính trong của cái này là 17 mm. Hay 17 mm đây nha các anh, 17. 17. Rồi, đó bạn đây, cho các anh tự về độ chế nha. Cho em mã A6, giá bán là 300. A6 cái này 300 nha. Sang A7 là lưỡi BVLC nè các anh. Ở đây thì nó gần là 350 chiếc các anh. Bởi vì lưỡi thì nó sẽ có là lưỡi số 10, số 11, số 12 nha. Lưỡi chưa qua sử dụng của BVLC, hàng này em bán thanh lý giá tốt cho các anh. Các anh về chơi, chứ các anh đi ra ngoài dịch vụ mà các anh không có để mua thì các anh mua cũng khoảng là mấy chục nghìn một hộp thôi nha. Rồi, số 10 là 40 chiếc nè, 11 30 chiếc, 12 sẽ là 30 chiếc. Có tổng là 10 hộp. Hộp này là lưỡi săn hàng cho các anh đánh cá lớn, cá tra đều được nè. Cá tạp thì các anh chơi lưỡi số 10 được rồi. Còn những con cá lớn hơn thì các anh chơi 11 và 12 nha. Đấy, lưỡi có ngạnh nè, rất là nhọn luôn ha. Cong nè, có lộ nè. Lưỡi săn hàng đánh cá lớn nha, các anh có thể buộc trùm nho để đi câu tra. Rồi, mã A7. Giá bán là 99.000 nha. A7 99.000 combo 10 hộp. Sang A8 em gửi đến các anh cước Asso nha. Cước Asso đây là mẫu cước lụa, gọi là cước lụa. Gọi là cước lụa nha. Hàng thì chưa qua sử dụng nha các anh. Đây là mẫu tốt, người ta bán là tầm là 300 đến 500 nghìn một cuộn, tùy kích thước, tùy chiều dài. Rồi, đường kính 0.35mm, chịu tải được 8,3kg nha các anh. 18,4 lb. Đây là hàng cước lụa nha, nó hơn nó sẽ hơn cước ni lông cho mình. Và nó thu dây dù bia, đây không phải dây dù nha, đây là cước. Rồi, các anh có thể câu tay, câu máy được, câu máy là ngon nhất nha. 600m cho cuộn này, giá bán là 190. Cho em mã A7 190k. Em sang A8 thì gửi đến các anh một mẫu cước Daiwa nha. Daiwa hàng xuất xứ là Nhật Bản nha. Daiwa nội địa Nhật Bản. Này, hàng công ty nó nhập về nha. Cước số 3, đường kính 0.285mm, chịu tải được 12 lb nha. Mỗi cuộn thì có cho mình 500m trong này các anh. 500m nha, cước Daiwa. Daiwa chất tình. Giá bán 130. Cho em mã A8 130k. Rồi, sang cần câu thì em sẽ có cái số thôi nha. Hôm nay thì mã cần câu lưu thì em sẽ cho B đi nha, B nha. Các anh cho mã em mã B, B1. Rồi, một cây đầu tiên là cây cần câu lưu của hãng Suzumi. Hàng bãi Nhật, hàng đã qua sử dụng nha. Cây Suzumi này có chiều dài 1m8, độ cứng là L. Tải mồi được 1/16 đến 3/8 OZ nha. Chịu tải được 6 đến 10 lb. Cây này về các anh câu lưu lóc và lưu chẹm đều ngon lành rồi nha. Thích hợp cho các anh dùng máy đứng, độ cứng anh nào thích thì chơi M, L. Anh nào chơi M cứng nhiều quá thì các anh chơi ML này nha. Cái này L nha. L, cái này lớn hơn UL. Này câu cảm giác nha. Huster có tem vàng, hàng Suzumi nội địa Nhật Bản.
cần qua sử dụng thì nó sẽ có vài chỗ nó bám mấy cái keo rồi lâu ngày ha, bám đất bám bụi rồi. Để em soi rõ chi tiết cho các anh xem nè. Bo chịu chống nổ ở bên dưới còn ngon lành nha. Còn khoen là khoen Fuji loại xứ xám nè. Rồi cái đầu tiên là L à, đầu còn nguyên vẹn luôn nha các anh. Và hàng hiện tại là không lỗi lầm nha, không lỗi lầm. Ok. Cái này em bán giá tốt cho các anh 339.000 nha. Ngọn 1.9 ly trọng lượng 120g. Mã số B1 nha. Khai cần đầu tiên 339k. B1. Sang B2, em gửi đến cái một cây có cái phần phôi là phôi carbon xoắn ít nè, các anh xem. Đấy. Rồi, cái này bản Kodia xuất thị trường Nhật, chiều dài 1m8. Tải mồi 1/8 đến 1/2 OZ nha. Cái này tải mồi được 14g. Cái này khoảng ML nha. Chịu tải của cái này là từ 4 đến 12 LB. Một cái cần câu lua máy đứng, có tay cầm cán mút bên dưới của nó thì như nó mắc cái đế đế gì gọi là cái đế gì? Đế gỗ bằng hoặc là đế cao su ha, kệ nó. Vẫn bình thường không sao đó, mình cầm trên tay không sợ nước vô nha. Mình câu lua mà. Rồi. Bo chỉ quay keo đầy đủ. Ở đây cái phần này bám gì đây, bám gì lâu ngày kệ nó. Khoen Fuji nè các. Nước sơn cái này thì sẽ là màu nâu nha. Sơn màu nâu đỏ. Đỏ đỏ tí. Đây, đầu đẹp chưa? Nói chung là em lên video là em quay thực tế cho các anh luôn đó các. Cần như nào ra ngoài như vậy đúng đó. À, ngon lành nha. Ngọn to, cái này ngọn to. Đường kính ngọn là 2.4 ly các. 2.4 nha, cái này ngọn to. Trọng lượng 120g, giá là 450. Khoen Fuji nha, cho các anh ném dây được mượt mà và đỡ bị đứt dây. Rồi, cho em mã số B2 giá 450. Em sang B3, gửi đến các anh một cây Shimano. Shimano cây này thì nó có cái bát là bát đậy cho mình. Bát đậy. Tay cầm gỗ bằng. Đế mút nè. Cái cần này cũng là độ cứng thấp. Đây. Shimano Bass One XT. Chiều dài cần là 1m5 các anh. 1m5. Cái này tải mồi được 2g đến 10g nha. Cái này các anh lưu mương lưu suối. Bạn Kodia xuất Nhật. Tại chịu tải cái cần này cao. 4 đến 10 LB. Có tem vàng đầy đủ luôn. Nước sơn là màu xanh nha. Màu xanh đậm. Xanh lá đậm. Còn nguyên vẹn nha, không có lỗi lầm và không có thay khoen. Nguyên vẹn. Độ mới thì nó đã qua sử dụng thì nó sẽ không có độ mới cao. Khoảng chừng là 75-80% cho 80 đi. Cái nước sơn của nó còn bóng bánh nè. Rồi, Shimano này em bán 500 nha. Ngọn 1.3 trọng lượng là 56g thôi, rất là nhẹ như không cầm vậy. Mã B3 giá 500. B4 thì em gửi đến cánh một cây có cái bát đó. Bát hạng, bát kim loại, bát cụ nè. Ở đây nó có một cái chống trượt ha, chống trượt bát. Rồi, cái này là hàng nội địa Nhật Bản luôn rồi cái này. Đó, một cây spinning nha, spinning dài 1m8. Cái càng này đánh lóc ha, đánh lóc. Càng này cứng khoảng được cũng khá là cao đó các anh, để em ráp vào xem. Cũng được, cũng khoảng ML đến M nha các anh. Chất liệu là carbon xoắn chìm bên trong. Hàng này nổ đi Nhật Bản rồi. Nè, khoen Fuji nha. Fuji loại xứ xám luôn. Đó. Đầu bu của nó đã được thay. Nhưng mà cái phần keo chỉ là không nguyên vẹn. Là nguyên vẹn. Là không có bị gãy nha. Cái đầu của nó bị rớt. Đó. Rồi, dùng cho máy đứng nha. Có cái khoen để cho các anh mắc mồi nè. Cái này bán 390. Ngọn 2.7 ly, trọng lượng 135g nha. Giá là giá sale rồi. Cái này 450, sale còn 390. Cho em mã B4 nhé. Rồi sang B5 là một cây cần câu lu ken cờ đáp này. Cái này lu mương suối ngon luôn. Rồi, cái này anh nào có ao hồ gần ở nhà mình lu mồi mềm rất là ngon nha. Đánh cá lớn được, tùy vào các anh, nói chung kỹ năng người là quan trọng. Cái ken cờ đáp này một cây super troll dài 1m5 cứng L. Nó chỉ ghi thông số như vậy. Có khoen buộc nè. Mắc lưỡi nè. Bát là bát vặn ha. Này bát nè.
có cái chống trượt bát luôn nha, hai cái. Nước sơn còn khá đẹp, khoen còn đẹp luôn, khoen Fuji cho mình. Đấy. Mét 5 căn. Cái căn này bán giá là 650. 650 nha. Cho em mã A5 650.000. Cái này rất là nhẹ rồi. Để em cân trọng lượng xem. Trọng lượng của căn là 72 gram các. 72 gram, tay cầm nó to. Rồi mã B5 650. Sang B6. Em gửi đến căn một cây Shimano. Shimano Bad One. Shimano Bad One XT, nước sơn cũng là màu xanh rêu luôn nha, xanh đậm. Bạn Kodia xuất thị trường Nhật, có mã code tại đây. Cái căn này dài 1m8 các, tại mồi được 4g đến 14g nha. Chịu tải được 4 đến 12 lb. Đó, em chơi là em thích mấy cái cần mẫu này ha, cứng khoảng L đến ML là nó đánh ngon hơn. Đánh cảm giác tốt, đánh mồi mềm thì sướng tay. Wood đi xa hơn. Khoen Fuji nha, cây này có tem vàng. Này ngoại hình thì đi theo thời gian thôi. Này đầu nè. Đó. Keo chỉ còn nguyên vẹn luôn nha các anh. Phôi là phôi sắn, màu nó thì nước sơn nó đi theo thời gian nè. Có vài điểm cái phần lớp bóng 2K nó nổi lên nè, cái phần lớp phủ bóng 2K đây nè các. Cái nó nổi lên ha. Không ảnh hưởng đến phôi nha. Đó là ngoại hình bên ngoài. Đó, Shimano. Bát đẹp. Cái này thì em bán giá 600 thôi ạ. À. Shimano nha. Ngọn 1.6, trọng lượng 98g. Mã B6 600k. Em sang B7. B7 là một cây khoen thường bát thường nha. Khoen hạng bát hàng. Cái này của hàng thương hiệu Nhật nè, thương hiệu Suzumi nè nha. Suzumi, bạn China xuất Nhật. Tại mồi 3g đến 10g mồi, chịu tải được 4 đến 10 lb, chất liệu carbon. Bo chỉ chống nổ đầy đủ hết. Khoen còn sáng nè. Cái này dùng cho máy đứng luôn nha các anh. Hôm nay em lên đa phần là mẫu lưu cho các anh về chơi. Đó. Cái này cũng khá là ổn định đó các anh ha. Nó vút mồi được tốt nè, có độ nảy tốt nè. Cái này ngọn 2.4, trọng lượng 123g. Này bán cái anh 300 đi. 300k. Chơi mã B7 300 nha. Cái nào cũng chất lượng các anh. Nói chung là giá cả thì xem túi tiền mình thôi. Cái tiếp theo cái này hình như cái này để đi câu mực, lưu mực các anh. Đây. 7.8 feet thì nó rơi khoảng chừng là 2m28 mà, 2m 2m1, 2m34 các anh. 2m34 nha. Tại dây BE nè là số 0.8 đến 1.2. Còn dây thường thì 2.5 đến 3.5. Cái này là một cây Valenci gì đó, Valencia gì đó ha. Đây. Phôi carbon và phần này thì nó hơi bị mòn một tí xíu ở phần này ha. Về mình mài lại cho nó bằng phẳng cũng được, hoặc là cũng cứ chơi bởi vì keo chỉ của nó còn rất là chắc. Khoen bát là khoen bát hạng nha. Hơi bặn tí xíu, về mình tự đánh nha. Cái này thì giá bán là 390 nha. Cái này cho các anh đánh lưu mực ngon. Lưu mực ngon nha. Ngọn 1.8, trọng lượng 141g. Giá 390 cho em mã số là B8 390.000. Sang B9 là một cây đẹp nè. Cái này đẹp nha. Ở đây em chích keo lại sau. Này đẹp á. Đây. Bay sale 2m7 cứng M. 2m74 nha. Đây chiều dài thực là 274cm. Bát vặn Fuji đây các anh, ngon lành nha. Cái này thì sở hữu cái dàn khoen hạng, khoen chính hạng của cây cần. Phôi nước sơn còn đẹp nè, nước sơn được làm màu mực nhám á các anh. Có ngọn trắng bên trên ha. Đậu bô Fuji. Này khoen hạng nè, nó làm cũng khá là tròn rồi các anh nha. Nó mài khá tròn rồi cây khoen hạng này. Này là 2m7, 2m7 về cần câu carbon Nhật Bản nó về đa phần nó bị gãy nhiều. Cây này nó còn nguyên vẹn nha các anh. Thì em để giá hiện tại là 630. Này cứng M nha, 2m7 cứng M. Tại mồi 2g. Không phải. Ngọn là 2 ly.
Còn cái này 2 ly, trọng lượng là 177g, mã B9 nha, giá bán là 630. Này bãi Nhật về ra. Rồi sang B10 nha, một cây càng tốt ca, càng tốt. Cái này quá đẹp và túi vải đi kèm. Túi nguyên zin của nó nha, đây là một cây Daiko thương hiệu nội địa Nhật Bản. Đây. Daiko. Có in chữ Japan tại đây cho các anh luôn. Rồi, đây, Daiko Master có đi kèm túi vải nguyên bản Master. Chiều dài là 1m8, độ cứng L. Tải mồi được 1/8 đến 1/2 OZ, tức có nghĩa là tải tầm là 14g độ lại. L 14g rất ngon. Tải được 6 đến 14 lb nha. Càng này là máy ngang. Cái người dùng cũ á, họ có cắt phần này đi. Hình như họ bẻ gãy đi, chứ không phải là cưa nha. Cưa thì nó sẽ bằng phẳng. Nhưng mà hiện tại là các anh cứ về dùng máy ngang cho em. Đây, vẫn còn dùng được nha, vẫn còn kê được ngón tay thoải mái luôn. Đây, kê thoải mái. Ok, vậy là ngon rồi. Được cái là nó đẹp, chất lượng. Phôi rất đẹp luôn. Khoen Fuji. Tay cầm là tay gỗ bằng. Các anh xem cái gỗ kìa. Đây, sáng chưa? Đây. Khoen Fuji hết. Này, nguyên bản luôn nha. Đây có xước nhẹ thôi, không sao. Kệ nó. Cái này thì nếu mà còn nguyên nè, độ mới cao như vậy rồi thì cũng phải là tầm 1,5 triệu đó các anh. Rồi, ra rất là thẳng. Máy ngang nha. Về câu lóc, câu chẹm, câu tất cả loài cá, nước ngọt, nước lợ đều được. Cái này em bán 750 nha. Để các anh 750. Đường kính ngọn 1.7 ly, trọng lượng 115g. Mã B10, 750k. Rồi sang B11 là một cây cần Lu Shimano bản dép 11 nha các anh. Cái này là hàng chưa qua sử dụng và có đi kèm túi vải luôn. Bạn thử nghiệm cho các anh về, các anh chơi thử nghiệm nha. Cái cần này thì dài 2m28, độ cứng hiện tại là rơi tầm là M đó. Tại mồi được 7g đến 30g mồi. Các anh về các anh chơi nhái nhái hơi á, với lại mồi mềm á, ngon. Mồi dít, câu lưỡi dít hết đồ các kiểu, hoặc là lưỡi chi chạy đồ ha. BE thì dùng mát là số 2.5. Bạn Made in Japan ở đây có mã code này. Phôi carbon xoắn nít và có dàn khoen là khoen Fuji luôn nha. Khoen Fuji hết. Này. Bo chỉ chống nổ bên trên đầy đủ cho mình. Đây là lu máy đứng nha, dài 2m28, độ cứng tầm M. Rồi, đường kính ngọn 1.9 ly, trọng lượng 125g. Mã B11, giá là 700. B11 700k. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em nha. Tiếp theo em gửi đến các anh một cây cần này, duy nhất một cây thôi, đi kèm cái túi luôn. Em không hiểu sao cây này ngon lành, nó về được cái túi luôn á cơ. Túi nguyên bản luôn, cây này là hình như là cây cần đặc á cơ. Có thể câu đơn, câu ngâm nha, câu lưỡi chùm nho cũng được. Đây, cần này dài 1m8 cơ. Dài 1m8 nha. Và nó có đóng cái này nè. Đây, kim loại nè. Ha. Dàn khoen là dàn khoen hạng. Cái này là của thương hiệu Alaskin nè ha. Tay cán mút nè. Em mời nó sao. Đấy. Này chắc cần đặt rồi các. Đây em mời nó sao. Chắc là cần đặt rồi ha. Em báo thông số như vậy thôi. Ngọn cái này là 2 ly, trọng lượng 240g. Về câu đơn câu ngâm, đánh lu cũng được. Đánh lu được nha. Này khoen to. Giá bán là 350. Cho em mã B bao nhiêu nhỉ? B12 giá 350.000. Em sang B13 là gửi đến cái một mẫu cần đẹp nè. Rất đẹp nha. Cái này độ mới là chắc là 98% các anh. Đi kèm túi vải Daiwa nhé. Có dây kéo đầy đủ. Đây cái cần cây này thì xuất xứ là China, xuất Nhật các anh. Nô của nó đây. Cái thông số của nó đây là dài 2m28, độ cứng ML, mã code tại đây. Tải mồi 4g đến 15g, chịu tải được 4 đến 10 lb, dây BE dùng 0.3 đến 0.8. Hàng có tem vàng, chuẩn Nhật của đây ha. Cái này đẹp ở phần tay cầm, rất là đẹp nha các anh. Nè, cái góc đế nè. Đấy, và cái bát rất là đẹp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp. Rồi, em cho các anh xem từ góc tới ngọn trước. Khoen Fuji xích nha. Fuji loại xứ xích.
Này, nước sơn rất đẹp các anh, 98% rồi, cây này quá đẹp. Đầu bu đây, phui xích luôn. Đây, tên của nó đây các anh, Infit nha. Đây qua Infit, các anh có thể gọi là ra các anh. Đây cái logo nó nè. Ngọn 1.4, trọng lượng 96g nha. 2m28 cứng ML. Giá bán là 1.550.000. Đây là giá sale nha, giá đã sale đó. Trên mã B13, giá 1.550.000 cho cây Daiwa này. Sang B14, em gửi đến canh một cây cằn lu Yamaga dài 2m4, độ cứng MH nha. Yamaga bạn Yamaga Blend Made in Japan Limited đây. Cây này thì có dàn phôi là phôi carbon xoắn nít nha. Khoen của cằn là khoen Fuji Six Gold. Bát là bát vặn, dùng cho máy đứng. Cây này đánh bạo lực nha các anh. Các anh có thể đánh bạo lực, đánh luôn cái lóc rừng, lóc bông rồi. Đó. Hoặc là đi câu lugan nha các anh. Đánh lugan thì thoải mái. Cái này ngọn của nó là 2.2 ly đó các anh. Còn trọng lượng hiện tại là 186 g nha. Rồi, nó có chiều tài mồi đây, 30 đến 60 g mồi, dây BE dùng được số 1 đến số 3 nha các anh. Các anh dùng dây dù số 1 đến số 3. Giá bán cây này là 1.450.000 nha. Cho em mã B14 1.450.000. Rồi sang B15 thì vẫn là IK đây các. IK này em không giới thiệu nhiều nữa. Cái này các anh biết rồi, cần lưu mấy ngang ngon lành. Tay cầm được làm bằng monocoque. Carbon monocoque. Cái này thì dàn dàn khoen đây, sáng đẹp nha. Dùng cho mấy ngang á. Dài 1m98, độ cứng MH, tại mồi 12 đến 26 gram mồi, chịu tại được 10 đến 20 lb. 5 đến 10 kg cho mình nha. Có đi kèm là túi vải luôn. Đó. Cái này thì em vừa bán giá thấp và vừa bán miễn ship cho các anh ạ. 750 và bao ship nha. Mã B16 750.000. Rồi sang B17 nha. Cái này dài 2m8 coi. Cái cần phơi ly này cực kỳ dài, nó có hai khúc, nó dài 2m8. Độ cứng của nó rơi tầm khoảng chừng là thân 4 thân 5 các anh. Có đi kèm một cái túi vải nha, túi vải rất là to. Các anh túi vải này các anh về các anh đựng cần câu lục được các anh. 2m8 thì cái này thu gọn hiện tại cũng là tầm mét mét 4, mét 5 nha các anh. Đó. Đế nè. Bát gỗ nè các anh. Đẹp chưa? Đây là mẫu cần câu suối và hoặc có thể mình về mình trưng bày. Mình trưng bày mình treo tường được đó các anh. Khoen nè. Đẹp lắm, cái này hiện tại còn rất đẹp. Còn nguyên vẹn luôn. Rất đẹp. Độ mới 90-95% nha. Nước sơn nó đẹp lắm. Nước sơn làm bằng đen nhám, đen trơn. Tay cầm gỗ bằng. Đây là hàng Nhật Bản nha. Fly Dot Handcraft. Giống như bạn Kencraft đó ca. Ngọn cần 1.6 ly, trọng lượng 130g. Mã B18 nha. Mã cuối cùng. Giá bán là 590. B18 590.000 nha. Hai khúc. Dạ rồi, em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Các anh ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ kênh nha. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0356776692. Em chúc các anh buổi tối vui vẻ an lành nha. Xin chào tạm biệt.